câu chuyện về Lý Chính Đạo. Thuở nhỏ, Lý Chính Đạo là một người rất ham học. Vì đọc sách mà ông đã gặp rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện mất hành lý. Một lần, Lý Chính Đạo đi tàu đến nhà một người cô. Ngoài hành lý ra, ông còn mang theo mấy cuốn sách để đọc lúc ngồi trên tàu. Thế nhưng, do quá say sưa đọc sách mà đến khi chuẩn bị xuống tàu, ông mới phát hiện ra hành lý của mình đã bị kẻ trộm lấy mất từ lúc nào. Từ đó về sau, mỗi khi đi tàu là bố mẹ lại dặn Chính Đạo không được đọc sách, phải trông nom hành lý cẩn thận. Lý Chính Đạo cũng đồng ý với bố mẹ sẽ không xem sách trên tàu để tránh bị kẻ trộm trộm mất hành lý. Thế nhưng, cứ ngồi không làm gì, Chính Đạo cảm thấy rất phí thời gian, chi bằng tận dụng chút thời gian này để đọc sách, tích lũy thêm chút kiến thức. Thế là ông lại không kìm được, lại dỡ sách ra đọc. Ông nghĩ bụng, mình sẽ vừa đọc sách, vừa chú ý hành lý, không để kẻ trộm lấy mất hành lý là được. Thế nhưng cứ đọc sách là Chính Đạo lại quên hết mọi thứ xung quanh. Mới đầu, ông còn nhắc nhở mình phải chú ý hành lý. Nhưng chẳng bao lâu sau, bao nhiêu sự chú ý của ông đều tập trung hết vào cuốn sách trên tay. Đến khi đến trạm dừng, ông lại phát hiện ra khoang hành lý của mình đã trống không. Không biết là kẻ trộm đã lấy đi từ lúc nào. Thế là ông lại tay không xuống tàu, chờ anh họ đến đón. Trong khi chờ anh họ đến đón, ông lại dỡ sách ra xem tiếp, làm cho người anh họ mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đến đón em dở khóc dở cười. Lý Chính Đạo luôn tận dụng thời gian để đọc sách như vậy đấy. Ông đã đọc rất nhiều sách. Về sau, ông trở thành nhà vật lý nổi tiếng và đạt giải Nobel vật lý năm 1957. Bài học: thông qua câu chuyện của Lý Chính Đạo, chúng ta hiểu ra một điều. Nhập tâm là một yếu tố quan trọng không thể thiếu khi một người muốn đi đến thành công. Chỉ khi nào đổ mồ hôi công sức, nhập tâm cần cù thì thần may mắn mới mỉm cười với bạn. Danh ngôn: muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.